Nằm trong chuỗi sự kiện Hương rừng U Minh năm 2023, vừa qua, vườn quốc gia U Minh Hạ tổ chức cuộc thi cá lóc to nhất với sự tham gia của đông đảo thí sinh và người dân, du khách tham quan. Con cá lóc đoạt giải nhất nặng gần 3 kg. Ngoài thi con cá lóc to nhất, vườn quốc gia U Minh Hạ còn tổ chức thi quầy chuối sim bản địa to nhất. Anh Nguyễn Chí Tâm ở xã Khánh An, huyện U Minh đạt giải nhất với buồng chuối có 13 nải. Hội thi cá lóc to nhất thu hút sự tham gia của hơn 10 thí sinh với 15 con cá lóc đủ tiêu chuẩn dự thi. Các dự thi phải là giống cá lóc tự nhiên bản địa, còn gọi là cá lóc đồng truyền thống. Tất cả giống cá lóc lai tạo ngoại lai, cho dù được nuôi tự nhiên đều không được dự thi. Anh Nguyễn Văn Diễn ở ấp 3 xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, chủ nhân cá lóc đồng to nhất cho biết, con cá lóc này anh câu được khoảng 1 tuần trước. Khi hay tin vườn quốc gia U Minh Hạ có cuộc thi cá lóc to nhất nên anh giữ lại để dự thi, không ngờ đoạt giải nhất. Anh cho biết con cá lóc này chỉ to nhất so với những con cá được đưa tới dự hội thi. Anh từng bắt được những con cá lóc nặng hơn 4 kg.